Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những phút giây tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn các nội dung sau. Vì sao Trung Quốc hứng chịu lũ lụt dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ? Kính thưa quý vị, lũ lụt ở Trung Quốc xảy ra vào mùa hè hàng năm, nhưng năm nay sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu và các hoạt động của con người đã khiến lượng mưa kéo dài bất thường ở nhiều khu vực, gây ngập lụt nghiêm trọng. Mùa hè năm nay, hàng chục triệu người dân Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những cơn mưa xối xả gây ra lũ lụt, lở đất và ngập lụt tại nhiều tỉnh thành. Đây được đánh giá là đợt lũ lụt tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Mưa lớn kéo dài trút xuống 27 trên 31 tỉnh thành của Trung Quốc từ đầu tháng 6, khiến ít nhất 141 người chết và mất tích. Bộ ứng phó khẩn cấp Trung Quốc cho hay, thiệt hại kinh tế do mưa lũ tới nay ước tính là 86 tỷ nhân dân tệ, khoảng 12,3 tỷ đô la Mỹ. Để dễ hình dung, South China Morning Post so sánh thiệt hại với trận đại hồng thủy năm 1993 dọc sông Mississippi và Missouri. Một trong những trận lụt kinh hoàng và tàn khốc nhất lịch sử Mỹ khiến 50 người chết và 54.000 người phải sơ tán. Thiệt hại kinh tế ước tính từ mức 15 đến 20 tỷ đô la Mỹ. Lũ lụt ở Trung Quốc bắt đầu ở miền Nam, khu vực tự trị Quảng Tây và tỉnh Quý Châu từ tháng 6. Mưa lớn sau đó lan rộng ra nhiều vùng khác ở Trung Quốc, bao gồm tỉnh Giang Tây phía Đông, tỉnh An Huy phía Đông Nam và Hồ Bắc ở miền Trung. Giới chức nhiều khu vực phải nâng phản ứng kiểm soát lũ lụt lên mức cao nhất. Quy mô của thảm họa lũ lụt lần này là vô cùng lớn, với mực nước của 433 con sông đều vượt mức cảnh báo lũ lụt kể từ tháng 6 và 33 con sông trong số này ghi nhận mức cao kỷ lục theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc. Tại một số khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất như Giang Tây, các đoạn đê đã bị vỡ, nước lũ tràn và phá hủy nhà cửa, khiến người dân nơi đây nhớ lại trận lũ lịch sử năm 1998, cướp đi sinh mạng của gần 4.000 người và buộc 15 triệu người khác phải trong cảnh màn trời chiếu đất. Chúng tôi ở vùng đất cao nhưng không ngờ nước lũ vẫn có thể tràn vào. Tôi phải bắt xe tới cửa hàng để đóng gói mọi thứ. Tôi vốn chỉ thấy lũ lụt trên tin tức hàng ngày. Đêm đó, nước lũ ban đầu cao đến đầu gối tôi, sau đó nước dâng cao hơn. Phình Phình, một chủ cửa hàng xứ ở cảnh Đức Trấn, Giang Tây chia sẻ. Tại sao lũ lụt ở Trung Quốc năm nay lại nghiêm trọng? Thưa quý vị, lũ lụt ở Trung Quốc xảy ra vào mùa hè hàng năm, nhưng năm nay sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu và các hoạt động của con người đã khiến lượng mưa kéo dài bất thường ở nhiều khu vực. Khối áp cao cận nhiệt đới ở phía Tây Bắc Thái Bình Dương năm nay rất mạnh, sự giao thoa của nó với không khí lạnh gây ra lượng mưa lớn liên tục ở lưu vực sông Dương Tử. Sông Liên Chùn, một nhà khí tượng học của Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho hay, chúng tôi không thể nói một hiện tượng thời tiết cực đoan là do biến đổi khí hậu trực tiếp gây ra, nhưng xét trong thời gian dài, sự nóng lên toàn cầu dẫn tới gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, ông Song nói. Từ năm 1961 đến năm nay, Trung Quốc ghi nhận sự gia tăng các hiện tượng mưa cực đại, theo sách xanh biến đổi khí hậu Trung Quốc. Kể từ giữa những năm 1990, tần suất mưa cực đại tăng lên đáng kể. Trong 60 năm qua, số ngày mưa lớn tăng 3,9% một thập kỷ, theo ông Song. Ngoài lượng mưa, các hoạt động của con người cũng góp phần khiến lũ lụt ở Trung Quốc ngày càng trầm trọng. Phan Xiao, một nhà địa chất thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Tứ Xuyên cho biết hoạt động cải tạo đất và xây đập trên các con sông gần đó đã giảm diện tích và thể tích của Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc nằm ở tỉnh Giang Tây. Khoảng 1.300 km2 đất được khai hoang trong giai đoạn 1954-1998 khiến diện tích bề mặt Hồ Bà Dương thu nhỏ lại từ 5.160 km2 xuống chỉ còn 3.860 km2, theo một nghiên cứu của nhà địa lý học David Shaman tại Đại học Alabama, Mỹ. Yang Wenbin, một tình nguyện viên môi trường cho biết đã điều tra các hoạt động cải tạo đất bất hợp pháp tại Tulin, một hồ nước ngọt khác ở tỉnh Giang Tây. Theo Yang, một số dự án xây dựng vẫn được thực hiện xung quanh hồ vào năm ngoái bất chấp yêu cầu dừng hoạt động của các thanh tra môi trường ở Bắc Kinh. Ngoài ra, Trung Quốc còn nhiều trường hợp tương tự, ông Yang nói và nhấn mạnh hồ Tulin cũng bị giảm nghiêm trọng với kích thước, ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng trữ lũ. Những thảm họa lũ lụt từng khiến Trung Quốc chao đảo.
Thưa quý vị, trận lụt tồi tệ nhất của Trung Quốc xảy ra vào năm 1931, khi đó hơn 2 triệu người đã thiệt mạng. Lũ lụt gây ngập nặng một khu vực rộng lớn với diện tích bằng cả nước Anh và một nửa Scotland gộp lại, ảnh hưởng tới 25 triệu người hoặc 1/10 dân số Trung Quốc thời điểm đó, theo Chris Courtney, phó giáo sư tại Đại học Durham, Anh. Kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chính thức được thành lập năm 1949, Trung Quốc hứng chịu hai trận lụt thảm khốc. Trận lụt đầu tiên xảy ra vào mùa hè năm 1954 dọc sông Dương Tử, hậu quả là hơn 30.000 người chết và ảnh hưởng tới cuộc sống của 18 triệu người khác. Trận lụt thứ hai xảy ra năm 1998 vẫn ở khu vực sông Dương Tử. Trận lụt lịch sử này cướp đi sinh mạng gần 4.000 người, khiến 15 triệu người mất nhà cửa và thiệt hại kinh tế lên tới 24 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, Song Lian Chun, người đứng đầu Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, chia sẻ với phóng viên rằng năm nay mưa lớn không ảnh hưởng đến các khu vực thuộc lưu vực sông Dương Tử với quy mô như năm 1998. Trận lụt năm 1998 ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực sông Dương Tử, nhưng năm nay mưa lớn chủ yếu ảnh hưởng tới trung và hạ lưu con sông dài nhất Trung Quốc này. Vì vậy, phạm vi ảnh hưởng của mưa lớn nhỏ hơn, ông Song nhận định. Sau trận đại hồng thủy năm 1998, Bắc Kinh tăng cường chi tiêu cho công tác phòng chống bão lũ. Đầu tư của Trung Quốc vào cơ sở hạ tầng thủy lợi trong 5 năm kể từ năm 1998 nhiều hơn 50 năm giai đoạn 1949-1999, theo Chang Xiaotao, chuyên gia thuộc Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia. Ông Chang cho biết thêm, các hồ chứa được xây dựng trên các sông lớn của Trung Quốc sau năm 1998 bao gồm đập Tam Hiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm áp lực lũ lụt ở hạ lưu sông Dương Tử. Tuy nhiên, các chuyên gia đang đặt dấu hỏi cho các con đập khổng lồ về tính hiệu quả trong việc kiểm soát lũ lụt, cụ thể là trường hợp của đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất hành tinh. Phan, nhà địa chất học ở Tứ Xuyên, cho biết đập Tam Hiệp có thể ngăn chặn một phần lũ lụt ở thượng nguồn, nhưng nó bị hạn chế trong khả năng kiểm soát lũ lụt ở trung và hạ lưu sông Dương Tử. Theo nhà nghiên cứu Peter Gregg, thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa Quốc gia Mỹ, một trong những bài học từ đập Tam Hiệp là không có con đập nào, dù lớn đến đâu, có thể ngăn chặn lũ lụt tồi tệ nhất xảy ra. Vẫn chưa thể xác định Trung Quốc kiểm soát lũ tốt hay tệ hơn nhờ đập thủy điện lớn nhất hành tinh, Gregg nói thêm. Điều có thể chắc chắn là những nguy cơ ngày càng tăng của biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm tăng rủi ro của các trận mưa lũ cực đoan, khiến các con đập như Tam Hiệp không thể ngăn chặn lũ lụt tồi tệ nhất xảy ra trong tương lai, Gleick nói. Mỹ trải qua hơn 40 trận động đất trong 24 giờ. Kính thưa quý vị khán giả, kênh CNN Mỹ vừa đưa tin hơn 40 trận động đất với độ lớn từ 3,5 đến 5,8 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Oregon, Mỹ, gây hoang mang cho hàng triệu người trong khu vực. Hơn 40 trận động đất bắt đầu từ sáng sớm và kéo dài trong 2 ngày qua đã xảy ra ở khu vực cách phía tây thị trấn ven biển Newport, bang Oregon, khoảng từ 320 đến 400 km. Mặc dù những trận động đất này cách đất liền khá xa, nhưng với lịch sử địa chấn ở khu vực này, nhiều người vẫn hết sức lo ngại về chúng. Theo các nhà chuyên gia, nguyên nhân của các trận động đất này là do đường đứt gãy Blanco hoạt động mạnh. Một phân tích của Đại học bang Oregon cho thấy nó hoạt động mạnh hơn cả đường đứt gãy ở San Andreas ở California, đã từng tạo ra hơn 1.500 trận động đất có độ lớn khoảng 4 độ Richter hoặc lớn hơn kể từ những năm 1970. Mặc dù là tâm chấn của một loạt trận động đất trong tuần này, đường đứt gãy Blanco, một trong những địa chấn hoạt động mạnh nhất ở Bắc Mỹ, hiếm khi gây ra các trận động đất hủy diệt. Đường đứt gãy Blanco cách bờ biển Oregon khoảng 443 km và cách vùng hút chìm Kakadia khoảng 200 km về phía tây, nơi từng xảy ra các trận động đất lớn nhất và có sự hủy diệt lớn nhất lịch sử. Tiến sĩ Lucy Jones, nhà địa chấn học, cho hay đã có ít nhất 133 trận động đất có độ lớn 5 độ Richter trở lên xảy ra trên vùng đất gãy Blanco kể từ năm 1980. Tuy vậy, chưa từng có trận động đất nào xảy ra trên đất liền. Điểm đáng chú ý nhất về hơn 40 trận động đất vừa xảy ra là có ít nhất 9 trận động đất trong số đó có độ lớn từ 5 đến 5,8 độ Richter, đa số xảy ra ở tâm chấn chỉ sâu 10 km. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USSG, số lượng trận động đất có độ lớn 5 độ Richter trở lên trong khu vực này đã tăng gấp 3 lần mức trung bình hàng năm kể từ năm 1980. Trung tâm Cảnh báo sóng thần quốc gia Mỹ cho biết không có trận động đất nào trong tuần này khiến họ phải cảnh báo sóng thần. Tuy vậy, hiện tượng này đã khiến giới chuyên gia lo ngại vì khu vực này là
một trong số những khu vực dễ xảy ra động đất nhất ở Bắc Mỹ và đã xảy ra một trong những trận động đất lớn nhất ở lục địa Mỹ. Trao đổi với CNN, giám đốc mạng lưới địa chấn Tây Bắc Thái Bình Dương tại Đại học Washington, ông Harold Tobin cho biết, nếu trong ngày mai ai đó hỏi tôi nơi nào trên trái đất có khả năng xảy ra nhiều trận động đất có độ lớn hơn 5 độ Richter trong một ngày, tôi sẽ trả lời là khu vực ngoài khơi bờ biển Oregon. Ông Tobin nhận định các trận động đất ở vùng đứt gãy Blanco là dạng trượt ngang, độ di chuyển của hai khối của đứt gãy chủ yếu theo phương ngang với vết đứt gãy chứ không phải là di chuyển từ trên xuống. Do đó, chúng rất có khả năng gây ra mối đe dọa sóng thần. Ngay cả khi một trận động đất rất lớn hơn xảy ra với độ mạnh 7 độ Richter. Theo ông Tobin, các trận động đất ngày nay có thể được coi là một loạt các dư chấn. Điều khác biệt duy nhất là trong trường hợp này không có nhiều sự khác biệt về cường độ giữa các trận động đất. Hơn nữa, mặc dù một số trận động đất có độ lớn hơn 5,5 độ Richter đã xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng điều đó không đáng lo ngại mà là điều khá thú vị về mặt địa chấn. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại bản tin Tin Mới của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.